một là thấy ông cái chỗ là góp được không? À, ông quả của lúc này đang đi học ở đây hả? Dạ. Uống rượu của thầy hả? À, cái rượu nó hay quá, giờ về kêu pha. Mày phải kiếm được rượu bầu đá 60 độ, ngâm đó. Con đèn biển dài nó ngựa đèn biển ừ. Cái con đó gọi là con gì à, đi rắn con biển nó con đèn biển nó con nhỏ nhỏ mà con bơi con đó à, nhưng nó nhỏ xíu lắm ngâm chung cái ngựa thầy ơi ngâm á à, Hải Long nữa Hải Long có sâm Hàn Quốc không mua sâm bên đây rồi còn sâm giả xong nó ngâm hết trơn nữa con định nhờ anh mua giùm một đứa là tính uống thêm kiếm đứa nữa hả? Rồi sao con suối nó mới ngâm nó rồi về đây suối ôi ngâm kìa nó còn ngâm kìa kiếm thêm đứa nữa kìa hả kiếm thêm đứa hả uống mấy năm bọt là đầu mấy cài sắc mặt luôn cũng biết á bé này ra hơn nè phải đâu phải à, là nó năm con gì được con tưởng gì bình thường thôi đi che mặt kiểu không khác chút xíu nào hả đi che mặt thằng cha luôn đây là hàng hàng xóm hôm qua được thôi con ha đi che xin tháng dùng hả xin tháng dùng ăn nhầm mốt đỡ đốn đây đỡ đỡ đốn sinh nhật đốn đãi sinh nhật đúng không còn 4 năm đãi lần đúng không con 4 năm đãi lần đỡ đốn tiền sinh nhật luôn con đúng không ừ, mày biết chui ra quá ha mày ngồi đây sao đấu thuốc nhìn thầy biết rồi à, đãi là xăm gì hơn vàng đúng không vì được nhiêu vậy được 200 chưa? 100 rồi thầy. 100 cũng là mừng. Tiêu hết rồi. Má đóng 15 triệu vô rồi mới làm về đóng rồi là kiếm được 100 rồi. Mày học sai chỗ rồi, học mấy chỗ kia rồi mới mình mới sướng, mới có thời gian nhiều dành cho vợ. Còn mấy học nhiều chỗ kia nhiều lúc bên con nó mở chuyện nó cũng đóng nhiều ngày biết năm cái tháng đóng nổi nó cũng về hết. Nó đâu có chỉ cách kiếm khách gì đâu. Dạ. Học xong xuôi đâu có chỉ cách kiếm khách làm sao cách kiếm khách hồi này nọ đâu. Con cũng nhờ thầy chỉ rồi cái vụ gửi cạp trong mấy cái chỗ bắp rồi ta chỉ vô người con chứ người ta người này chỉ người kia thì đương nhiên ta chỉ lên cho lúc học rồi đứa nào đóng chỉ nào khôn đó mới làm được chứ chỉ được đi nước bước thôi mình tự về là phải tự động thực hành con nít lên cũng nhiều lắm mà con chưa dám đăng là thầy người ta xong thời gian nó hạn ấy bây giờ xong chưa được đăng hai à, đừng giai đoạn mà con lấy tiền thì nhiều con lấy 70% còn vô nó 70% trước sao mấy bạn mày chắc ghét mày luôn rồi lâu rồi bé có khách đúng không à, còn cũng có thằng có thể bút nhiều lúc nó sốc cơ lắm cho mày nó đụng nó cái nhà cửa cứ qua đi đón chứ không còn ai nói gì đó phải bút của người ta phải bút là quyền cái chủ của người ta mà người ta muốn nói gì nói chửi mày cũng được đó quan trọng là chửi đụng nó trước mặt rồi chửi sau lưng nó chi nữa đúng không cái lưng nó định mày giống như ghét mình quá nó chửi giảm ghét thôi nó càng ghét mình nó càng mất thời gian mày phải hơn nó nhiều tao nói có một điều rất rõ ràng nè nghèo quá thì sẽ bị người ta khinh mà giàu là sẽ bị người ta ghét mà cái cảm giác nó ghét nó sẽ dễ chịu hơn là cảm giác bị khinh vậy thì đụng nó ghét kiếm tiền nhiều đi đụng nó để cho đụng nó ghét mà mày càng kiếm tiền nhiều vợ mày càng sướng à, má người ta ghét cả mẹ rồi vợ con sướng là được đúng không con làm tôn giáo con biết điều đó đúng không không mấy giờ mình nghèo mà đi chiếc xe đạp mình ra đường không ai nói chuyện mày đúng không chơi cũng cảm thấy sướng hơn nhiều còn đang chích thuốc rồi cũng có một ngày có nhiều đó mình chích được thuốc nghe cái nghề đúng không biết cách học biết cách làm thì kiếm mà tiền không biết cách học thì không biết cách làm do cái độ không lo học không lo độ mới cố gắng là làm sao bằng ra được đi xa nhưng mà phải về tắt hiểu không mày thấy mày học 3 tháng ra giờ làm tự tin không dạng tay luôn mới không nhiều dạng rung tay dạng tay làm
nghề dạy nghề nữa, một phần nữa ta, thầy là chỉ truyền đạt kinh nghiệm thôi. Nhưng vô đây nghe chửi nhiều nhất giờ là... còn chửi thầy giờ chửi ác hơn. Chửi hồi nào tôi mấy đứa mà không biết là ghét thầy lắm, ghét thầy hôm xưa rồi mình từng nó nghỉ 4 ngày đang học thầy cũng mình biết ngày xưa cũng vậy thôi, cũng cũng nghỉ mấy ngày đó thì giờ đó đâu mới giờ chút nhắc á, còn cũng đâu có bạn hay muốn đâu, tụi con thì thích bạn không không là thích mà có trong cái nhóm Zalo đó này có cái đứa này mà biết khi nào lên nó trách nhiệm tao tôi dạy đúng 15 triệu cái giải hát á, thằng nào quên nó học được nhiều cái nào ra mà cũng cố gắng thì thôi đi học, ví dụ hôm nay tao dạy này nó chưa đi học nó gì học rồi con làm cũng ra cũng từ từ cũng bắt đầu cũng mấy in mấy cái khóa này hả, khóa này cho nghỉ ngày xin nghỉ 3 ngày mày cứ nghỉ ngày cứ nghỉ 3 ngày lúc đầu mới giờ thông báo nhau hết trơn không có đứa vô thông báo hết trơn. Ủa, hôm nay học sinh nó đi học à? Nó thông báo nhau hết trơn rồi. Cho kia về nó nói. Thì đó đủ, người ta nói là cũng bệnh ngu lê lê đường tình bạn mà. Ta nói cũng những câu là duyên chẳng đúng y chang không? Đoàn kết là chết hết rồi. Nó chầm hết đó, đúng không? Chia rẽ chứ lại tẻ. Con như vô đây con học, con kiếm thầy đâu, con kiếm bạn đâu. Đúng không? Thì thầy đâu con đó con mới học được chứ. Con mới đóng tiền như đã vô các bạn, vô vui quá, anh thua theo bạn không rồi. Thì học cái gì? Đúng không? Bây giờ ông đó là ông do nó thôi sao cho mình. Bây giờ mình dạy nó tình mà ông đó không chịu một năm mà chịu dạy. Một đứa mà không chịu học con giờ nó dạy cỡ nào nó cũng không học. Còn một đứa mà chịu học mà con không dạy nữa nó cũng tò 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 theo nó học rồi. Không. Nó dạy không? Một đứa mà con không dạy nữa thì cũng ví dụ giờ mình bận công việc nó cũng tò tò theo nó coi những hành động những công việc của mình nó cũng học được. Mày đi học nghề đó là nó mắc giờ nè. Ai nghe miệng hỏi là có nghĩa mình đóng tiền vô là mình phải rút trực nó xuống. Ra nó một câu ghét rồi người ta học phái. Thấy mọi người ghét đầu, con ngày đầu con vô con cũng như nó là tập nhiều với thầy với lại học nó chưa chứng tâm ấy. Còn khoảng thời gian sau con thấy nó theo thầy học nó hay hơn là học ở trên giấy. Ở trên kia học trên giấy là ít người thầy đâu đâu lên đó. Còn xuống đây học thành nó hay hơn, nhìn kinh nghiệm nó hay hơn. Con ban đầu con cũng nản lắm, xong khoảng 5-10 ngày xong thấy con cũng nản ráng luôn. Nó bao nản. Con ăn ban đêm con ngủ được không? Nhưng giờ thấy cá ngon không? Con cá vẫn ngon á. Mấy chục con này con ăn mấy chục con luôn. Mấy chục con lưng, bít lưng cũng có mà. Cá ngoại nhiêu ký? Mấy chục ngàn ký đây. Rồi bán con nhiêu? 2 triệu. Ông xin cái đó rồi một con ngon không mà nó 100 thằng nó 90 thằng là thích đó rồi. Dạ. Ông nhanh sướng. Sướng rồi. Má con với ông nhí rồi ông làm không có thách thôi chứ. Bữa nào ông làm cũng được, ông vũ cũng làm hết. Con bự dụng cũng muốn mình cái bên lưng nhận 70% thấy được. Mày siêu bo á. Mà con đông dám ăn không? Tại mình thấy sợ đắng lên sôi mối mình. Thầy bị mất kinh YouTube nè. Mất thầy. Mất kinh cũ rồi thầy mới tạo ra kinh mới. Rau y cũng mấy ngàn tháng kiếm được mấy chục triệu nhỡ mất thầy bấm mất chứ giờ có mở ai còn quỷ được của thầy mất luôn rồi giờ thầy tạo kinh mới, kinh mới của thầy cũng đăng ký lại hàng người ta đăng ký luôn hết trơn để bây giờ kinh cái đâu có hoạt động đâu, nó vô tối hòm đâu có biên chế đâu. Dạ, cũng như giống như nó bị xấu hết bây giờ thầy. Nó hết cái gian mà mình không có vô được. Bây giờ này thì nó hết. Hôm nay đâu rồi. Hết mọi người nó buồn. Ông anh con ông ăn nhậu này đâu. Cái cơn của thầy là nó khỏe đấy. Rồi đâu đây thầy mất kinh rồi sắp coi vô cái là được cái vô là thắt cửa tôi cũng tốt mà nó vô vậy đó mình cứ tình có ai muốn đi có luôn nhớ xin đó thì nó có sao được có gì lắm nè xe nè bây giờ đi bấm xuống thợ này ra luôn lên cái thầy bấm trong này cái chân lời mới nhưng mà ta không biết cái mới chơi
Giờ không biết nhà có đi không, nay là có tiền chắc đi cũng nhiều. Không, bây giờ nhà làm sắp mặt rồi. Thì nó có liên lạc mà đi có xanh nữa không? Mấy bữa nay ảnh có lên, ảnh ra 8, 9 giờ đóng cái tiệm rồi, 9 giờ là thầy đóng cái tiệm rồi, đi đâu với con mấy giờ? Mấy giờ học, mấy giờ về? Không biết, vừa khi 10 giờ. Rồi, rồi giờ đó là đóng cửa. Bữa 1, 2. Rồi. Nó cái này là xả chắc rồi. Tao dặn nó bắt mày lên nhậu, bắt mày đợi bia nó mua tiền, bắt mày lên nhậu. Nghe là nó. Nó gì đi với nhỏ nào rồi? Bữa nay còn đi nữa không biết. Còn đi tới mộ hay gì? Chắc lên thăm thầy chứ. Rồi, rồi xong rồi đó hiểu rồi. Này về thăm thầy chắc. Không có đâu, như vậy thăm lại đủ món bằng lụn nào đó. Thì cứ nói dối về thăm thầy, à, nhớ thầy. Không có đâu nha con, không có về đây đâu nha. Đó, rồi. Bữa đi là con mắt rồi. Đó, rồi. Rồi. Bữa đi đâu? Không, bữa đi nhậu, đi nhậu đến 2 rưỡi. Đi 2 rưỡi làm gì đây, cái gì đây mà mắt được? Dạ, con các bạn với lại con bé kia nào đi nhậu chung với bé kia. Đó. Rồi. Đó. Đó. Con bé kia live stream với ổng. Rồi xong luôn. Rồi xong. Đây không mà nó có một kèo thôi à. Mấy món cái là cũng để thầy chỉ cho nó nhìn chưa mắt. Hèn chi ở đây cứ đi học 1, 2 giờ sáng về thôi rồi. Tao là 9 giờ là tao sẽ về đó, học sinh về đó. Khóa này khóa nào tao khóa ở dưới Trường Thơ đúng không? Trường Thơ. Trường Vũ nó có thêm người không? Còn các bạn không? Không có rồi. Còn thằng Vũ cái thằng Long nó về nó thảo một áo xuống để thảo á. Cô 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 nữa cô quá nhỏ nhỏ à đúng năm trăm này có mình con thì có cái này mới đúng không? Đúng nào con chém được cái con lớn quá. Hãy con à, con được rồi, biết đã nó cầm được chân rồi. Hãy lên cao lắm, muốn phải lên mãi hết con. Ờ, ờ. Thầy đồng có đằng kia bữa đó gì đâu có đâu đi mua được khi được có dài mà vui thầy còn chỉ là vui bữa giờ gì nó có tới thăm không cô nó có tới thăm không
cô bổ cô mà thì em anh có mấy đứa em bé nuôi thì cô với là cái gì nữa cô chứ em ảnh là cô mà thì mấy đứa quen ngoài xã hội đó cứ không cô à cô với mợ thím à thím với mợ không à ờ mợ rồi em gái không à vậy là em của chị này nè là gì hết con là em của thằng này anh với chị á con là em của thằng này hoặc chị này là chị. Cô còn gì là em của nhỏ này còn thím với mợ ở ngoài đường còn không là đâu có vợ của người ta lại tầm tay em chút xíu là được lần quen đó mẹ đâu có gì đâu vậy thầy có gì đâu dạ con là bên cô luôn mà dạ con là bên cô dạ bên cô là bên gì cô giờ có 100 nhưng mà cái phong tục là bên vợ là gì bên bên chồng là cô bên đó là bên phía chồng là gì bên phía vợ là cô ngược lại hả đúng mà bây giờ hai bên đều là mình ngồi luôn là nhớ qua nhớ là bên mẹ về gì á đúng rồi dỗ có bên siêu mẫu Mỹ không bên chồng là cô đúng rồi bên nam là cô bên nữ là gì đó bên là nội hết chơi bằng nào là bằng nhau gì bằng người chăm mình như là con phải đi cưới nó không dạ nhưng mà con để ông con thôi nhưng mà con có một năm có bao nhiêu cái lợi ba tết này con có ba cái tết rồi ở đây có chùa trăm nè nó cầu những chỗ đó chùa trăm tông động mấy lần trước trăm người tông luôn năm ba tết mình như tết trăm cái chuyện không nghe hôm nay hai trăm tao không biết thấy cái chùa lớn nhưng mà đạo nào cũng dạy thì tốt á còn cái đạo hồn là không có dạy được tốt thôi. Ở mấy Việt Nam mình có hai đạo là đạo Chúa, đạo Phật thôi. Truyền thống đúng không? Việt Nam mình có hai đạo chính là đạo Chúa, đạo Phật. Đạo lớn nhất á. Nhưng mà đụng có nhiều thằng nó mang theo cái đạo rù. Đạo gì con? Thằng đụng có theo đạo rù, đạo rù. Cái này ẩn nhất mà thầy ẩn nhất nè. Cái này mời nó vô được thầy cho thầy để nhắm kính thầy mời được. Mời mà tao không kịp không kế vô được. Tao không kêu anh Vũ mời vô đi. Phải kêu anh Vũ, nói Vũ mời tao vô cái nhóm của thầy đây. Gì mà ba biết thầy hả? Thầy nói là cho tao chịu xỉu là sao chịu xỉu là đâu. Dạ chưa thầy. Dạ chưa thầy. Con xỉu thì có chứ. Coi chú gió này, có một hồi thì con bị là chú gió phải nào cũng với lại cạo gió này. Mới rồi đâu có ác người ta, rồi con cũng đủ. Con cạo gió xong rồi, cũng như lát nữa con tỉnh, con đâu có trời rừng mới tỉnh luôn. Gió ở dưới vậy. Chùa có cái xe tội chùa hả? Chiếc Vario màu vàng hả? Hôm nay bữa không thấy đi chiếc Vario màu vàng mà. Nó nói thầy à? Cái hình này hình như là thầy chắc nó đi ăn luôn đi. Luôn thầy đi ăn ốc dò dò thầy. Bánh Thảo đúng không? Bánh Thảo với ký á. Bánh Thảo với ký. Ừ. Ừ. Ừ.
chưa bò luôn á, sợ đang lặn là còn không nổi á. Nó lặn lại đưa đây, nó lặn lại đưa rồi. Nó ngủ nó lặn miếng luôn, nhiều phút nó đang ngủ á, lặn luôn. Sao quải rồi? Lâu. Giờ là phải hầu mới đó con. Dạ. Cày rồi cũng nhiều hơn này, làm nhiều hơn đều còn đỡ cái nó lúc mình rảnh thì mình chơi được, mình giỡn thôi. Thôi mày ấm nè, thôi mày ấm. Nói cho nó quen. Bỏ nguyên nữa. Đi đâu?